đâu rồi? À đây nó có tắt nhỉ. Cứ nhả cho chạy đi. Bé thấy giấu phi rồi. Đâu rồi? Cứ tua dây vào đi. Không phải vào mồm mà lại vào đây. Lưỡi đợt. Lưỡi đợt. Sao lại móc vào đây? Tức là đúng là đã cải khung khờ. Vào mồm chứ. Vào mồm nữa sao lại vào. Câu lưỡi đợt vào người. Tội nghiệp quá. Câu nào mà câu lưỡi đơn vào người. Chứng ở rồi. Mình mà câu lục thì sao đây sao chẳng cả. Thôi rồi, chiều phải đi mua lưỡi lục chứ không chơi lưỡi này. Ôi dồi ôi, buồn cười. Có thế được rồi.